Anh thắng 2 xếp trước là thắng hoàn toàn. 2 xếp, 15. Xếp thứ 3 là 15 quả. Hai đội nhảy lưng về toàn tàu để chúng ta đăng ký số vị trí thi đấu. Chúng tôi sẽ cổ vũ thật là nhiệt tình, thật là khách quan, nhưng với một điều kiện là hai đội thi đấu hết sức là trung thực, trách nhiệm cao thượng, nhiệt tình, nhiệt huyết, với một bầu không khí thật là vui vẻ, vui tươi, lành lạnh. Và cái chân lý đẹp, chân lý cuộc sống lúc nào cũng là cái yếu tố được quyết định những cái thành công. Nên vậy ở đây hai đội chúng ta thi đấu thật là vui vẻ, vui tươi, lành mạnh. Như vậy là phần chung kết.
Chúng ta đang mặc ở trên lưng.
24, 15.
Cho khẩu rồi, mày lên. Đi rồi, lên, lên đi. Chuyện này vào đi em. Cao đấu, không có gì luôn. Chuyện này có gì luôn. Mấy sợ hãi một con. Cực kỳ rất là